giả đang đón theo dõi chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của đài truyền hình ABC được phát trên hai miền Nam Bắc California. Tại miền Bắc California, băng tần 16.12, tại miền Nam California, băng tần 57.19 và cũng được phát trên hệ thống Galaxy 19 trên toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Và quý vị trên toàn thế giới cũng có thể đón theo dõi qua website ibctv.us và cũng như subscribe trên channel của YouTube ABC TV Official. Và chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của sân ngôn viên Minh Đăng và Xuân Anh. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Trước khi gửi đến quý vị những bản tin chi tiết mở đầu, chúng tôi xin kính mời quý vị điểm lược sơ qua những bản tin đáng chú ý trong phần tin Hoa Kỳ và thế giới. Ba nước Baltic muốn đẩy nhanh việc ngắt kết nối với lưới điện Nga. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cho biết rằng nếu như Hoa Kỳ vỡ nợ thì nền kinh tế toàn cầu đang giảm tốc sẽ có nhiều rủi ro. Giới lãnh đạo tài chính nhóm G7 bàn cách để chuỗi cung ứng giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Cuộc họp trần nợ của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và ông McCarthy đã bị trì hoãn, các giảm chi tiêu cũng đã bị hoãn lại. Cựu binh sĩ quân lục chiến của Hoa Kỳ đầu thú bị buộc tội giết người trên tàu điện ngầm New York. Và sau đây sẽ là các bản tin chi tiết mở đầu trong phần tin thế giới. Xin kính mời quý vị đến với phần tường trình của sứ ngôn viên Xuân Anh. Thưa quý vị, mở đầu là tin tức cho biết ba nước Baltic muốn đẩy nhanh việc ngắt kết nối với lưới điện của Nga. Tin cho hay Estonia, Latvia và Lithuania đang xem xét đẩy nhanh kế hoạch ngắt nguồn điện khỏi lưới điện của Nga. Cả ba quốc gia đều là thành viên của NATO và Liên minh Âu Châu vẫn nằm trong lưới điện Brel có từ thời Liên Xô cũ cùng với Nga và Belarus. Họ phải dựa vào các nhà vận hành Nga để kiểm soát tần số và cân bằng cung cầu. Họ đã đồng ý tách khỏi Brel vào năm 2018 và gia nhập lưới điện EU vào cuối năm 2025 thông qua Ba Lan. Nhưng cuộc xâm lược của Ukraine của Nga buộc họ phải tính toán gấp hơn. Tất cả chúng tôi đều thống nhất rằng chúng tôi cần phải hành động nhanh nhất có thể ở cấp độ kỹ thuật. Thủ tướng Latvia Kristaps Nojauss đã nói trong một cuộc họp báo ở Tallinn với những người tương nhiệm Estonia và Latvia rằng chắc chắn tất cả chúng tôi đều có ý chí và quyết tâm chính trị. Theo lịch trình, các công ty vận hành lưới điện của ba quốc gia Baltic và Viện Kỹ thuật Điện của Nga của Ba Lan sẽ phải hoàn toàn báo cáo về việc ngắt kết nối khỏi lưới điện của Nga vào tháng 6. Sau đó, các bên sẽ cân nhắc về thời điểm mới thay đổi lưới điện. Bản tin về kinh tế đã cho hay, theo như Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cho biết, nếu như Hoa Kỳ vỡ nợ thì nền kinh tế toàn cầu đang giảm tốc sẽ gặp thêm nhiều rủi ro. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới là David Malpass trong ngày thứ Sáu ngày 12 tháng 5 nói rằng nguy cơ Hoa Kỳ bị vỡ nợ đang làm tăng thêm các vấn đề xấu đối với nền kinh tế toàn cầu đang giảm tốc. Với thực tế là lãi suất tăng và mức nợ cao đã cản trở các khoản đầu tư cần có để thúc đẩy năng suất cao hơn. Các quan chức tài chính của nhóm G7 họp tại Nhật Bản đã thảo luận về tầm quan trọng rất to lớn của việc nâng trần nợ công của Hoa Kỳ và ngăn chặn những tác động tiêu cực của khả năng chính phủ Hoa Kỳ bị vỡ nợ lần đầu tiên từ trước cho đến nay. Ông Malpass đã nói với hãng thông tấn Reuters bên lề cuộc họp của nhóm G7 rằng rõ ràng sự nguy cấp trên nền kinh tế lớn nhất trên thế giới sẽ là điều tiêu cực đối với tất cả các nước. Hậu quả sẽ là rất tệ nếu không có biện pháp khắc phục. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen trong cùng ngày 12 tháng 5 cũng nhắc lại rằng việc Quốc hội Hoa Kỳ không nâng trần nợ công 31,4 nghìn tỷ đô la sẽ dẫn đến thảm họa kinh tế tài chính, đồng thời kêu gọi Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát hãy đồng ý nâng giới hạn nợ liên bang. Ông Malpass cho biết đã có thảo luận trong hội nghị G7 về sự cần thiết phải thúc đẩy năng suất và tăng trưởng, đồng thời giải quyết tình trạng nợ nần chồng chất mà ngày càng nhiều quốc gia đang phải đối mặt. Trong khi đó, giới lãnh đạo tài chính nhóm G7 đã bằng cách để chuỗi cung ứng giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính của nước Đức Christian Lindner hôm ngày 12 tháng 5 đã cho biết các nhà lãnh đạo tài chính của nhóm G7, nền kinh tế tiên tiến nhóm G7, thảo luận về sự cần thiết
phải tăng khả năng chống chịu của cung cấp toàn cầu bằng cách giảm sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Nhật Bản, nước chủ nhà hội nghị nhóm G7 kéo dài 3 ngày để thảo luận các chủ đề toàn cầu quan trọng ở thành phố Niigata, đã và đang dẫn đầu những nỗ lực mới nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng hướng ra khỏi Trung Quốc bằng cách xây dựng mối quan hệ đối tác với các nước thu nhập thấp và trung bình thông qua đầu tư và viện trợ. Các quốc gia như Đức chẳng hạn muốn giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, ông Linner cũng nói trong một cuộc họp báo. Ông nói thêm, trong vấn đề này, các nước mới nổi và có thu nhập thấp là những nhân tố quan trọng. Nhưng trong khi các nền dân chủ giàu có nhóm G7 nhiều khả năng sẽ thống nhất về thỏa thuận hợp tác để tăng cường chuỗi cung ứng, họ lại không có cùng quan điểm về mức độ hành động nhiều đến đâu. Để đối trọng lại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, không phải là thành viên nhóm G7. Hoa Kỳ hiện đi đầu trong việc thúc đẩy những bước đi mạnh mẽ hơn. Và Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ Janet Yellen đã kêu gọi kiểm soát có mục tiêu đối với đầu tư vào Trung Quốc để chống lại những gì mà bà coi là sự cưỡng ép kinh tế của Bắc Kinh đối với các nước khác. Mặc dù cảnh giác với Trung Quốc như một đối thủ chiến lược, song Đức vẫn thận trọng, không muốn bị coi là đang thành lập một mặt trận nhóm G7 chống lại Bắc Kinh do Đức phụ thuộc nhiều vào thương mại với Trung Quốc. Quay sang tin tức liên quan đến tình hình tại Ukraine. Tổng thống quốc gia này hứa sẽ hỗ trợ cho việc gia nhập Liên Âu. Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky trong ngày thứ Năm tuần này cho biết, ông đã thông qua kế hoạch cải cách các hệ thống thi hành pháp luật và hình sự là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch bảo đảm nhanh chóng việc trở thành thành viên của Liên Âu. Kính thưa quý vị, Ukraine đang chiến đấu để đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga, đã chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên của khối 27 quốc gia. Liên Âu xem việc chấm dứt nạn tham nhũng tràn lan, nâng cấp luật pháp và cải thiện hệ thống tư pháp là những yếu tố chính để giúp cho Ukraine gắn bó với các thể chế phương Tây. Ông nói rằng những thay đổi này sẽ là một phần của hợp đồng xã hội mới, bảo đảm mọi người cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Các đơn xin gia nhập Liên Âu thường mất nhiều năm để giải quyết nhằm hoàn thành quy trình phức tạp, nhằm đưa luật và quy định của một quốc gia ứng cử viên phù hợp với các quy tắc do khối thi hành. Nhưng ông Zelensky muốn quá trình này được đẩy nhanh với các cuộc đàm phán về tư cách thành viên sẽ bắt đầu trong năm nay. Ông cho biết công việc trên cơ sở tài liệu mới sẽ kéo dài cho đến năm 2027. Chính quyền của ông Zelensky đã thay đổi luật pháp và đưa ra các biện pháp củng cố các tổ chức quan trọng như là một phần trong các hành động nhằm bảo đảm nguồn tài chính từ các tổ chức như là Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Và những người di cư Venezuela tập trung tại bến xe buýt tại bang Texas khi Title 42 kết thúc. Những người di cư, nhiều người trong số họ đến từ Venezuela, đã tập trung tại một trạm xe buýt ở Brownsville, tiểu bang Texas vào hôm thứ Năm, và chỉ vài giờ trước khi các hạn chế nhập cư được gọi là Title 42 hết hiệu lực. Được biết thành phố Brownsville đang sử dụng trạm xe buýt La Plaza để giải quyết những người di cư và các tổ chức viện trợ phân phát thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Brownsville nằm bên kia sông Rio Grande từ Matamoros, Mexico, nơi các nhà hoạt động nhân quyền cho biết người ta đã nhìn thấy những người di cư mua phao bơi và áo phao để chuẩn bị băng qua sông. Và theo Title 42 có hiệu lực từ tháng 3 năm 2020 và sẽ hết hạn vào nửa đêm, hàng trăm ngàn người di cư đã nhanh chóng bị trục xuất sang Mexico. Nhưng vì Mexico chỉ chấp nhận sự trở lại của một số quốc tịch nhất định, chủ yếu là công dân của họ và người Trung Mỹ, và gần đây là người Venezuela, người Cuba, người Haiti và người Nicaragua, nên phần lớn người di cư từ các quốc gia khác đã được phép theo đuổi yêu cầu nhập cư của họ. Và kính thưa quý vị, vừa qua là những tin tức chính trong phần tin thế giới. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài trình IBC TV. Trong phần tiếp theo sẽ gửi đến quý vị những tin tức cập nhật trong phần tin Hoa Kỳ.